xu hướng chuyển dịch từ xe gầm thấp lên xe gầm cao của người Việt đang ngày càng rõ nét. Bằng chứng là việc hàng loạt mẫu xe crossover đô thị mới thi nhau ra mắt và không ít cái tên trong số đó thường xuyên lọt top bán chạy. Xét theo độ hot, có lẽ Kia Seltos là cái tên gây được sự chú ý hơn cả từ người dùng. Bằng chứng là ngay từ khi ra mắt cho tới nay, đại diện Hàn Quốc đã liên tục lọt top xe bán chạy nhiều tháng liên tiếp. Mà gần đây nhất, Kia Seltos cũng đạt 1.318 xe bán ra, xếp ở vị trí thứ 6 thị trường. Ưu điểm của Kia Seltos là mới ra mắt, do đó xe được thừa hưởng thiết kế hiện đại, đẹp mắt theo xu hướng của giới trẻ, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Với mức giá 729 triệu đồng, người tiêu dùng có thể sở hữu phiên bản premium cao cấp nhất của Kia Seltos. Với hàng loạt những trang bị đáng tiền như bộ đèn pha COS, sương mù, full LED, ghế ngồi tích hợp tính năng massage lưng và cửa gió hàng ghế sau, cực kỳ hữu ích tại môi trường có điều kiện thời tiết nắng nóng như Việt Nam. Nhờ khối động cơ turbo đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, Kia Seltos có thể đạt mô men xoắn tối đa lên tới 242 Nm và kết quả là xe sở hữu khả năng bứt tốc mạnh mẽ so với các đối thủ. Đây là một ưu điểm lớn và rất được lòng đối tượng khách hàng là nam giới trẻ tuổi. Ngoài ra, Kia Seltos cũng sở hữu kích thước được đánh giá là vừa đủ dùng cho những gia đình 4 người. Danh sách tùy chọn bao gồm đèn viền nội thất, 6 loa giải trí, cửa sổ trời, màn hình 8 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản của khách hàng. Điểm chưa thực sự thích hợp trên Kia Seltos có lẽ là 3 chế độ lái Normal, Eco và Sport đi kèm 3 chế độ địa hình Snow, Mud và Sand chưa phát huy được tác dụng khi chỉ được cấu hình với hệ dẫn động cầu trước. Bằng chứng là người dùng có thể vặn tẹt ga, núm xoay Drive Traction trên khu vực yên ngựa mà khả năng vận hành của xe cũng không có quá nhiều thay đổi. Một điểm trừ nhẹ nữa đó là việc Thaco chỉ cung cấp duy nhất một tùy chọn da nội thất sáng màu trên tất cả các phiên bản của Kia Seltos. Mặc dù cho cảm giác ngồi rất êm mông, tuy nhiên, bộ ghế này lại dễ bám bẩn và khó sạch hơn các loại chất liệu tối màu. Tiếp theo, hot chẳng kém gì Kia Seltos chính là Toyota Corolla Cross. Mẫu CUV 5 chỗ như một làn gió mới thổi vào thị trường Việt Nam và xóa bỏ định kiến xe không có gì để hỏng, vốn là hình ảnh nhiều người vẫn mường tượng về sản phẩm của một thương hiệu Toyota giả cỗi. Toyota Corolla Cross nổi bần bật giữa tất cả các đối thủ nhờ được trang bị khối động cơ hybrid lai điện, đi kèm với gói trang bị an toàn chủ động TSS tiên tiến. Tuy nhiên, phiên bản được xét tới trong khuôn khổ bài viết chỉ là phiên bản 1.8G thấp nhất của Corolla Cross và không sở hữu hai trang bị hot hit kể trên. Không có nghĩa là Toyota Corolla Cross 1.8G không có gì hấp dẫn. Xe vẫn khoác lên mình một bộ cánh ngoại thất cực kỳ trẻ trung với các đường nét thiết kế khỏe khoắn, năng động và khá tương đồng với RAV4, mẫu off-road cỡ nhỏ cực kỳ được ưa thích tại thị trường Mỹ. Toyota Corolla Cross được thiết kế dựa trên nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới, tuân theo quy chuẩn toàn cầu của hãng xe Nhật Bản. Điểm mạnh của mỗi chiếc Toyota từ trước đến nay vẫn duy trì trên Corolla Cross 1.8G, đó là sự rộng rãi, thoáng đãng và bền bỉ. Dù chỉ được trang bị khối động cơ Dual VTTI, chu trình Akinstone 1.8 lít, cho ra sức mạnh 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, không kém cỏi nhưng cũng không quá nổi bật so với các đối thủ. Tuy nhiên, điểm cộng của hệ truyền động này là khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng chính là những yếu tố làm nên danh tiếng của Toyota bấy lâu nay. Đánh đổi lại kích thước rộng rãi hơn so với đa phần các đối thủ CUV hạng B, nhiều người đánh giá Corolla Cross nằm ở phân khúc B+ hoặc C-. Phiên bản 1.8G của xe vẫn thiếu vắng đi trang bị đèn LED, các cảm biến trước, sau và gói công nghệ hỗ trợ người lái TSS. Tiện ích của xe cũng chỉ nằm ở mức vừa đủ dùng với điều hòa tự động, có cửa gió hàng ghế sau, màn hình giải trí 7,7 inch, kết nối điện thoại. Cái tên thứ 3 sẽ được nhắc tới là Hyundai Kona phiên bản 2.0 AT đặc biệt. Xe được TC Moto giới thiệu lần đầu vào năm 2018. Trải qua 3 năm chinh chiến trên giải đất hình chữ S, Kona từng độc bá trong phân khúc, lật đổ ngôi vương của Ford EcoSport. Tuy nhiên, núi cao thì có núi cao hơn. Hyundai Kona đang tỏ ra lép vế và bị lu mờ bởi hàng loạt những cái tên mới hot hit vừa ra mắt thị trường vào năm vừa qua, mà điển hình là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross mới được đề cập ở bên trên. Bằng chứng là Kona giờ chỉ còn giữ được mức sản lượng kinh doanh nằm ở trong khoảng 500 xe một tháng, khá khiêm tốn so với các đối thủ. Hiện nay, thị trường đang trông mong TC Moto giới thiệu phiên bản facelift cho Kona. Điểm ưu thế mà Kona vẫn giữ được cho tới thời điểm hiện tại chính là một ngoại hình vô cùng khác biệt, khó có thể nói thành lời. Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất của Hyundai Kona rất trẻ trung, cá tính và tạo được nhiều điểm nhấn với đôi mắt híp của giải đề mi LED và một phần lưới tản nhiệt với kích thước ngoại cỡ. Đánh đổi lấy phần ngoại thất ấn tượng, Hyundai Kona phải hy sinh đi khoang nội thất, nhất là khoảng để chân và trần xe của hàng ghế phía sau. Cộng hưởng với hệ thống treo khá thô cứng để đem lại cảm giác thể thao và không có cửa gió ở hàng ghế thứ hai,
Những hành khách phải ngồi ở băng ghế sau trên Hyundai Kona để di chuyển một quãng đường dài, khó lòng có thể thấy thoải mái hoặc nặng lời hơn là bí bách và khá mệt mỏi. Bỏ qua thiết kế có ưu, có nhược của Hyundai Kona, phiên bản 2.0 AT đặc biệt được trang bị khá đầy đủ cho xe, bao gồm khối động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên bắt cặp với hộp số tự động 8 cấp, cung cấp sức mạnh 149 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 180 Nm. Có thể nói, hệ truyền động này phù hợp với một mẫu crossover cỡ nhỏ như Kona. Nó giúp xe di chuyển lanh lẹ, độ vọt khá cũng như khả năng tăng tốc mượt mà, không trễ nải như các mẫu xe có động cơ turbo. Phiên bản Kona 2.0 AT đặc biệt được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản, bao gồm công nghệ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo, hệ thống đèn LED, 6 túi khí, màn hình có Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp sẵn cảm biến áp suất lốp cũng là những trang bị khiến Kona 2.0 đặc biệt giành ưu thế so với các đối thủ. Tiếp theo, một cái tên rất hot được Taco ra mắt cách đây không lâu chính là Peugeot 2008. Ưu thế và cũng là giá trị lớn nhất của mẫu xe này nằm ở phần đầu xe. Ra đời sau thế hệ đàn anh 3008 và 5008, Peugeot 2008 được thừa hưởng thế hệ thiết kế mới và có thể miêu tả không hề ngắn gọn là trẻ trung, hiện đại, sắc sảo, táo bạo và cá tính. Thân xe được thiết kế góc cạnh và bề thế nhất là phần đầu xe, tạo cảm giác hoành tráng khi nhìn vào. Dù thực sự kích thước của 2008 chỉ tương đương Ford EcoSport hay Kia Seltos. Cụm đèn trước nổi bật với giải đèn đề mi LED đặt dọc, lấy cảm hứng từ nanh vuốt sư tử thực sự ấn tượng. Mặt ca lăng kích thước lớn với họa tiết lưới tản nhiệt dạng kim cương tôn lên vẻ sang trọng của xe. Kiểu thiết kế cột C, D, sơn đen trùng màu với cửa sổ tạo hiệu ứng thị giác trường xe. Điểm mạnh thiết kế không chỉ ở ngoại thất mà còn được các kỹ sư Pháp duy trì trong khoang nội thất của Peugeot 2008. Xe được trang bị màn hình trung tâm nằm ngang, to, đẹp, hiện đại, đặt nổi trên bảng táp lô. Cụm phím chức năng điều hòa dạng piano và bộ ghế da tạo cảm giác cao cấp cho khoang nội thất. Trong khi đó, bảng đồng hồ phong cách iCockpit và vô lăng vắt hai cạnh phía dưới mô phỏng thiết kế khoang điều khiển máy bay, giúp cho khu vực người lái của Peugeot nói chung và 2008 nói riêng thực sự khác biệt và ấn tượng. Vẻ đẹp này không mềm mại nhưng thực sự cuốn hút bởi nó tạo nên không khí hiện đại, tương lai và có đôi phần viễn tưởng cho xe. Peugeot 2008 phiên bản Active vẫn được trang bị khối động cơ PureTech 1.2 lít có turbo cho công suất 133 mã lực và tới 230 Nm mô men xoắn. Xe vẫn có 4 chế độ lái. Các tính năng bị cắt so với bản GT Line là hầu hết gói trang bị an toàn chủ động, bao gồm Cruise Control, giới hạn tốc độ, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo, phanh chủ động, cảnh báo điểm mù, nhắc nhở người lái tập trung. Ngoài ra, Peugeot 2008 Active còn thiếu vắng đi cả bộ đèn LED tự động, cảm biến trước, gạt mưa tự động. Xét trên khía cạnh giá bán thì option trên 2008 Active chỉ tạm đủ dùng chứ không thừa thãi như một điểm mạnh. Khách hàng thực sự máu xuống tiền sẽ chỉ là những người thực sự yêu thích vẻ đẹp duy mỹ và thương hiệu Peugeot đậm chất Pháp. Và cái tên cuối cùng được nhắc tới trong bài viết này chính là cựu binh Ford EcoSport phiên bản 1.0 Titanium có giá bán lẻ đề xuất 686 triệu đồng. Với lịch sử ra mắt vào năm 2012 và được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào năm 2014, EcoSport đã nắm giữ tới 7 năm chinh chiến tại giải đất hình chữ S. Mẫu xe này được coi là người khai đường mở lối trong phân khúc xe gầm cao đô thị nói riêng và phân khúc crossover cỡ nhỏ nói chung sau Suzuki Vitara. Trong suốt 7 năm kinh doanh, Ford EcoSport đã trải qua nhiều bản nâng cấp nhưng chưa một lần nhận được bản cập nhật lớn all-new nào. Thực chất, EcoSport vẫn đang ở thế hệ thứ 2, thế hệ đầu tiên ra mắt tại Mexico vào năm 2003 và dường như thương hiệu xe Mỹ không mấy mặn mà với việc tung ra phiên bản mới cho mẫu xe này. Phiên bản 1.0 Titanium cao cấp nhất sử dụng động cơ turbo đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng khi cần tới sức mạnh tức thời, ví dụ như vượt xe trên cao tốc thì bạn phải thực sự lựa chân, đồng thời khoang máy cũng sẽ phản hồi lại theo hướng khá gào thét. Một điểm rất khó hiểu nữa là trên phiên bản 2021, ngoài việc bỏ đeo ba lô, tức lốp dự phòng phía sau cho xe, Ford EcoSport còn bị cải lùi từ phanh đĩa 4 bánh sang cấu hình 2 phanh tăng chống bánh sau và chỉ có phanh đĩa ở 2 bánh trước. Trên phiên bản cao cấp này, xe cũng không được trang bị đèn pha LED, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc. Tuy nhiên bù lại, giá bán thực tế của Ford EcoSport cũng đang thấp hơn vài chục triệu đồng so với giá đề xuất, tức là chỉ khoảng hơn 600 triệu đồng. Doanh số hàng tháng cũng cho thấy cựu vương này đang thực sự đã đuối sức và bị lu mờ bởi Hyundai Kona, còn gần đây là hàng loạt mẫu xe hot hit khác.